Edutain Playground là nền tảng học tập số 1 từ Phần Lan. Nó được tạo ra tại Đại học Turku, được xếp hạng trong top 1% trên thế giới. Công cụ AI thích ứng của Edutain tạo ra các lộ trình học tập được cá nhân hóa cho từng học sinh. Tác động của nó đối với việc học tập được chứng minh bởi hàng chục nghiên cứu khoa học trong 12 năm qua. Học sinh thực hành các kỹ năng của họ với Edutain Playground bằng cách chơi các trò chơi. Hơn 150 loại bài tập khác nhau đảm bảo rằng việc luyện tập không trở nên nhàm chán. Các nghiên cứu cho thấy học sinh hoàn thành bài tập nhiều hơn gấp 8 lần thông qua học tập tích cực kết hợp với phản hồi tức thì. Thư viện nội dung của chúng tôi bao gồm hơn 15.000 bài tập đã làm sẵn phù hợp với bất kỳ chương trình giảng dạy nào. Cũng dễ dàng tạo nội dung mới cho bất kỳ chủ đề nào. Edutain Playground thích ứng với quy trình làm việc hiện có của giáo viên. Đánh giá tự động giúp loại bỏ các thủ tục giấy tờ không cần thiết và phân tích học tập cung cấp cái nhìn sâu sắc chính xác về điểm mạnh và điểm yếu của từng học sinh. Dễ dàng theo dõi sự tiến bộ của học sinh, cả nhóm hoặc cá nhân. Edutain Playground được thiết kế với các giáo viên Phần Lan và các lớp học đã hoàn thiện. Nó đã được chứng minh là cải thiện hạnh phúc của giáo viên và kết quả học tập của học sinh ở bất kỳ đâu trên thế giới. Edutain Playground, nền tảng học tập kỹ thuật số 1 từ Phần Lan.